lúc bây giờ làm chủ tịch, các người nhiều đồng chí khác nữa, thì tôi bảo theo phải cải tạo cái quản lý, phải bỏ lần lần cái quản lý bao cấp cho các sinh nghiệp. Và ở nông thôn ấy, thì bỏ cái cách làm hợp tác xã cũ kỹ. Bây giờ thì cái chủ trương chung ấy là bao cấp, tập trung bao cấp, cho nên nó là có một cái đấu tranh rất là gây go nữa những cái hình thức này với các cái chủ trương và các cái cơ quan của trung ương, các cái bộ. Thì mình thì không có lý luận, nhưng mà mình cứ thực tế, mình thấy thực tế mình làm thôi. Đồng chí Nguyễn Văn Linh và tập thể thành ủy phân tích, chính cách nghĩ, cách làm bảo thủ và quan liêu là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng rối ren trong sản xuất và phân phối lưu thông, làm tăng thêm khó khăn về đời sống. Phải xây dựng các mô hình mới, cách làm mới, nếu không sẽ đi vào ngõ cụt. Tôi lập ra cái câu lạc bộ những người các giám đốc, thì đổi cái cách quản lý bao cấp. Lúc bây giờ chưa đổi hoàn toàn như bây giờ đấy, nhưng mà đổi cái cách, thì những cái nơi đổi cái cách làm ăn như thế đấy, thì một số cán bộ mà miền Bắc vào đi ra mới báo cáo ngoài kia, thì mới phái những cái đoàn thanh tra vào. Thì trong 4 tháng trời mà mỗi cái xí nghiệp chỉ kiểm tra ở các cái xí nghiệp đổi mới cách làm ăn thôi, thì đến 4 năm đoàn đi kiểm tra nhưng mà không thấy gì cả. Người ta đóng thuế cho nhà nước cao hơn là các cái xí nghiệp bao cấp, người ta trả lương cho công nhân cũng cao hơn, còn lại tiền dư ra người ta tái sản xuất mở rộng. Thế nhưng mà họ sợ. Trong những câu lạc bộ giám đốc thì họ nói với tôi, nói thôi bây giờ trung ương bảo làm sao làm ăn như vậy, tôi không có, chúng tôi bắt tù chết. Tôi nói cứ việc làm, miễn là các đồng chí đừng đút tiền vào túi riêng. Còn lại nếu như mà bị bắt oan mà ở tù, tôi đem cơm tôi nuôi, hay là tôi vào ở tù chung thì tôi ở tù quen rồi. Trung ương thì kiểm điểm, rồi thì là thành phố, nhiều người cho thành phố là đưa béo ba tàu làm giàu tư sản, rồi sặc mùi năm tư, bước xuống máy bay rồi nghĩa là sặc mùi năm tư, làm loạn, thì nhiều cái gì thì. Thế lúc bây giờ đó thì anh Linh đó, cùng các anh khác, Kiệt, tụi tôi đó, thì cũng là thấy là cần phải đổi mới. Thế nhưng mà không biết làm sao mà thuyết phục được chúng. Lúc bây giờ anh Linh có sáng kiến ấy, nhân đúng lúc các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trên đồng anh Trường Chinh tôi nghỉ mát ở Đà Lạt, thế đề nghị với các anh là nhân lúc anh nghỉ thì mỗi ngày các anh để cho một giờ thôi để nghe các cơ sở người ta báo cáo, của thành phố nó báo cáo, và các anh nắm được thực tế, các anh có chủ trương. Khi báo cáo thì một số các đồng chí cũng hỏi tiếp, nhưng mà riêng đồng chí Trần Chinh thì không có nói gì. Nhưng mà trong cái lúc giải lao á, đi ăn trái cây, thì đồng chí Trần Chinh có nói là như vậy là trên sa mạc đã có những chùm cây xanh. Thế thì đồng chí nói thế cho nên là đồng chí Nguyễn Văn Linh và chúng tôi rất là mừng. Từ thực tế ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi, Bộ Chính trị ra nghị quyết 306 và Hội đồng Bộ trưởng ban hành quyết định 76 về quyền chủ động sản xuất kinh doanh của cơ sở. Nhiều xí nghiệp công nghiệp tại thành phố bung ra tìm nguyên liệu, tìm
tìm nhu cầu tiêu dùng của nhân dân để đặt ra kế hoạch sản xuất. Từ giữa năm 1986, chúng ta đã nhận ra cơ chế tập trung quan liêu trong quản lý kinh tế đã trở thành tai họa. Đổi mới là yêu cầu bức thiết của sự nghiệp cách mạng, là vấn đề có ý nghĩa sống còn. Trong trào lưu đó, uy tín của đồng chí Nguyễn Văn Linh được tăng lên. Đồng Khởi mở ra con đường giải phóng miền Nam, đổi mới tìm ra hướng đi đúng cho kỷ nguyên xây dựng kinh tế. Cả hai thời điểm có tính bước ngoặt cho lịch sử. Đồng chí Nguyễn Văn Linh đều là người đứng mũi chịu sào, cùng toàn đảng, toàn dân lèo lái con thuyền cách mạng vượt qua sóng gió. Trước đây, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã có những ý kiến xác thực, căn cơ để cùng toàn đảng vạch ra đường lối cho cách mạng miền Nam. Thì giờ đây, với vai trò Tổng Bí thư, đồng chí chủ trì khởi thảo chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000. Đại hội 6 đã giải phóng những tiềm lực sẵn có để trí tuệ, nhân lực của cả nước cùng lao vào xây dựng kinh tế. Một lần nữa, bằng sức mạnh tổng hợp, hôm nay chúng ta nhớ lại Đồng Khởi 60, thực lực cách mạng cả chính trị, quân sự và ngoại giao cùng tiến bước. Là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Linh là một vị lãnh tụ gần dân, lấy dân làm gốc như chính cương của Đảng. Sự nghiệp cách mạng là của quần chúng.